À, xin chào tất cả các anh em đang xem video nha. Thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái phiên bản mới của lồng trần mẫu số 12. Phiên bản này chúng tôi phối màu khá chi là đẹp nha anh em. Cái phiên bản này là nó phối cả cái màu đỏ của cầu lẫn cái miếng dán lót cộng với lại cái móc ở trên đây, tạo ra một cái nét đẹp rất là độc đáo, nó nổi bật, nó sáng sủa hơn rất chi là nhiều cho với phiên bản cũ. À, anh em có thể thấy đây là lồng trần mẫu số 12 nha anh em. Cái anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ đến và báo tôi muốn mua cái lồng trần mẫu số 12. Anh em thấy là cái size này là size 50, và anh em thấy đây là con mồi Malaysia đang ở trên đây và nó rất chi là rộng, anh em thấy chưa, di chuyển rất là thoải mái ở trên cái lồng này, cho nên là anh em có ý định mua cái lồng này thì không sợ lo là nó chặt, bởi vì tôi để sẵn con mồi để trên đây cho anh em thấy nó đứng cái đuôi còn chưa ra đến cái vị trí quầy đây nữa, anh em thấy chưa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ phân tích về cái thế mạnh của cái mẫu lồng trần số 12 này. Mẫu lồng trần số 12 này á, thì nó được làm cái đế hoàn toàn bằng mây hết như thế này, liền như thế này. Thì khi anh em sử dụng nó có một đặc tính khác là thích, đó là thí dụ như cái này là bãi phân chim thì nó ỉa thì nó chỉ rơi ở trên đây, nó không có rơi xuống nền nhà của chúng ta, rất là thuận tiện. Cái thứ hai nữa là làm cái đế mây liền như thế này tạo được một cái cảm giác rất là chắc chắn. À, cái lồng anh em có thể lấy tay bẻ như thế này mà không hề xi nhê gì nó, bởi vì nó rất là cứng, nó làm từ nhiều mây trộn lẫn lại với nhau. Đó, còn gỗ lần này thì chúng tôi sẽ phối màu gỗ lên màu đỏ cho anh em. Đó, cái màu đỏ như thế này anh em thấy rất chi là đẹp chưa. Cái móc ở trên đây cũng đổi là cái móc màu đỏ. Đó, nó rất là đẹp ha. Khi mà anh em mua hàng á, thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em là cái gì, 4 cái cống cộng với một dây xích chân Malai loại đắt tiền như thế này. Đó, dây xích chân này thì chỗ shop cũng có bán, anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ đến shop mua cái dây xích này ha. Đó, rất chi là đẹp cho tất cả các anh em. Đó, thì sẵn tiện lần này chúng tôi sẽ quay luôn cái đít lồng cho anh em, tại mấy lần trước không có quay cái đít lồng, nhiều khi anh em không biết cái đít nó như thế nào. Đó, cái đít nó như thế này ha. Ở dưới thì có tặng kèm theo cái khay hướng phân bằng nhựa rồi, cái khay đó thì anh em có thể lấy ra vệ sinh dễ dàng. Lồng thì gắn 4 cống. Đó, lần này làm cái thiết kế này khắc rất chi là đẹp nha anh em. Cái quay sách rất là to nè, anh em thấy nó rất là to bản luôn, nó to cỡ bằng cái bàn tay của mình luôn nè. Nó như thế này là đảm bảo cho anh em thoải mái. Đó, rất là chắc chắn và hợp giá tiền. Thì cái lồng này thì giá chưa đến 500.000 thì anh em đã có thể sở hữu cái lồng trần mẫu số 12 này rồi ha anh em ha. Anh em nào muốn mua hàng thì cứ điện đến báo chúng tôi muốn mua cái lồng trần mẫu số 12. Đó, giá cái lồng này chưa đến 500.000 nha anh ha. Đó, nói chung là khi bán hàng thì khách họ chọn cái mẫu này là nhiều nhất, giá cả bình dân, nó hợp túi tiền mà nó lại rộng rãi thoải mái. Cân nặng của cái lồng này nó gần khoảng 3 kg nha anh em, cho nên là khi anh em treo con mồi lên đây, dù con mồi của anh em là loại siêu bọc dù, có nghĩa là khi nó hăng nó bọc dù ghê lắm, ở trong đây nó đảo lồng dữ lắm, thì cũng không làm đổ nước thì đổ thức ăn đó, rất điều đó rất chi là dễ chịu nha anh em. Đó, ở lần này lên cầu màu như thế này rất là đẹp nha anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái video mới nhất nha. Anh em mua hàng thì cứ điện thoại trực tiếp đến số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Đó, thì chúng tôi chốt đơn hàng luôn cho anh em. Còn anh em nào có thể nhắn tin qua Zalo hay Facebook gì đó, chứ còn anh em comment ở dưới thì nhiều khi chúng tôi không có trả lời hết được. Đó, nhiều khi cái bài đăng này nó mấy tháng rồi mà anh em vô cũng comment ở bên dưới thì thật sự là không có kéo xuống để coi mà trả lời hết cho anh em được đâu. Cái nhiều anh em comment cả địa chỉ, số điện thoại ở dưới đó mà chúng tôi đâu có đọc hết được đâu mà trả lời cho anh em ha. Cho nên là anh em thích thì chúng ta inbox. Inbox có nghĩa là nhắn tin riêng. À, còn hai là anh em nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại. Ba là anh em nhắn tin qua Zalo. Bốn là anh em điện trực tiếp. Thì anh em điện trực tiếp rất là nhanh. Mua một cái sản phẩm như thế này anh em chỉ cần tốn khoảng 2 phút là đã xong rồi. Anh em chỉ cần thông tin này, tên với địa chỉ nhận. Thế là chúng tôi gửi đến, giao hàng thu tiền. Đó, rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Đó, còn anh em nào mà giao hàng bằng chuyển khoản, thí dụ chuyển tiền trước qua tài khoản thì chúng tôi tặng kèm cho anh em 1 kg cỏ hoặc 1 kg ngũ cốc tùy ý anh em. Đó, coi như là quà ha. Còn anh em thu COD thì không có. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em.